xin cẩn thận, cứ thắp hương cẩn thận đấy, bánh trái thắp hương cẩn thận gì nữa. Hello tất cả anh em đến với clip tiếp theo của tôi. Thì tôi là Thành Mắt đây. Thì sau nhiều lần thành công của chúng tôi thì hôm nay tôi sẽ nghĩ là một trò trôn lại thôi. Thì thành công rất sợ ma từ cái clip mà các bạn thấy là trôn được cái địa ấy. Thì từ hôm nay hôm nay về thành công rất sợ. Sợ lắm mà. Cứ sợ là bị kiểu như là có cái gì đó hậu họa sau này ấy. Thì tôi sẽ trôn thành công mà đang ngủ trong kia đây. Trong kia thì bây giờ là mọi người, tất cả mọi người đi ngủ hết rồi, tôi nó nhỏ thôi, không mọi người dậy. Thì hiện tại thì bây giờ cũng muộn rồi, thì tôi sẽ chôn cho như này, có gì nè, chào và lấy máy và thành công đây, lấy cái máy này, tôi sẽ đặt camera giấu kín ở chỗ góc giường này, tôi sẽ lưu cái số. Tôi dùng một cái số lạ, hôm nay tôi dùng một cái số lạ ở đây. Thì tôi sẽ như một cái máy thành công là số không xác định. Chỉ và như là người âm gọi đến để soạn lại thành công. Thì mở máy lên để đúng số với bạn ấy. Xin lỗi anh em là không thể cho hiện số được vì là sợ nhiều người gọi vào linh tinh nha. Tôi đã đúng số đó. Một số là những số nó không xác định như thế, kiểu dạng như là trôn mất là không có hiện tên mình chứ gì hết, là như là ma ma gọi đến để hậu quả sau này. Thì tôi sẽ vào tôi đặt cam giấu kín ở đấy, thì đợi khoảng tầm 5-10 phút nữa tôi sẽ ra ngoài kia, tôi gọi điện nó chôn nó rồi, anh em chờ đón nhé. Thì tiện đây khoe kiểu tập mới làm đầu tập mới đón Tết, anh em cố gắng chờ những video tiếp theo nhé.
đang ngủ trong phòng kia. Bây giờ tôi sẽ nói điện thoại để tôi gọi cho nó. Số không xác định ấy, nhưng là kiểu ma trêu ấy là tôi sẽ trêu nó, chả bằng ma gọi cho nó. Nào mấy mày có nghĩa nó hôm chúng tôi chơi trò cầu cơ với trò gọi ma gương nghĩa địa đấy, tôi sẽ nó hôm nay nó vẫn còn kinh lắm, nó còn sợ liên lụy hậu quả sau này như nào ấy. Thấy tâm linh thằng này nó mê tín gì đó nên tôi sẽ gọi nó cứ trốn nó là giả vờ là cái người trong cái khu nghĩa địa của anh điện đó, xong rồi phá tao hay như nào đó thì em chờ đấy. Tôi gọi nó lại, bây giờ phải gọi nó. Alo, alo, có phải không không? Mày biết tao là ai không? Đêm hôm hỏi biết tao là ai không, bị dở không? Cái gì? Nói rõ là chả nghe gì. Sao đi hôm trước mày ra phá mộ tao? Sao mày làm động đến nhà tao? Sao mày đến phá mộ nhà tao? Rảnh quá thì đi ngủ sớm, đi mai ấy sức về chơi nhá. Trốn chạy ra, có bị điên không? Này, đêm hôm mình chơi không ngủ người khác ngủ nhá. Điên. Thằng đi đâu nhỉ? Thì phải xin. Ôi nhà mày, nó tắt máy luôn rồi. Chắc là mẹ nó vẫn không tin. Nó vẫn chưa sợ. Thì gọi lần nữa. Bây giờ phải gọi nhiều lần. Gọi trốn nó bằng, bằng được thì thôi. Thì nó trốn tôi mấy lần rồi. Cái cú lắm rồi. Tôi phải trốn lại. Gọi lần nữa anh em nhé. Vẫn chưa tin đâu. Mày cũng bị điên không, đêm mê bây giờ đêm thì mày ngồi gọi gì gọi lắm đấy. Sao mày dám hỗn với tao? Tao gọi mày tắt máy đi à? Mày là ai làm sao mà tao đi
đập vào mồm này đêm hôm rồi. Mộ cái gì, mày có bị điên không? Tiễn đêm hôm nuôi mộ miết ở đây mày có bị làm sao đấy? Số không xác định, không gọi được nữa này. Hôm đang giờ sợ mày gọi tao thì sốt thịt đấy. Nãy thằng nào? Nãy thằng nào gọi tao? Gọi gì? Số không xác định nhưng mà mọi bình thường thì, kể cả sim rác thì nó cũng phải có số rồi. Đây nhá, tao vào thì chỉ vì không xác định, không hiện số, không có cái gì cả. Mà gọi nói linh tinh à? Nó bảo gì? Bảo cái gì? Đấy, cái thằng là ai không các thứ rồi. Thì hôm bữa với anh em đi ra bộ quay trò cầu cơ với rồi gương ấy, đấy bỏ là cái gì phá các thứ, từ đầu tao tao đó đéo tin luôn. Anh mày hợp lý, nó gọi điện nó bắt mày. Mày điên với ma điện thoại đâu vậy? Mà tao đéo hiểu sao sim rác là phải cũng phải có số đấy, tiếng gọi em nói nó có mùi gì cả. Không, nhưng mà theo tâm linh nhá, tao nghe nhiều câu chuyện ấy là ma không có điện thoại gọi nhưng mà nó kiểu dạng như là nó nói chuyện qua điện thoại cho mình biết đấy. Đấy, hay là mày động mày hợp vía hay là hợp tuổi thì người ta gọi điện, người ta nói chuyện mày. Mày cẩn thận nó bắt mày đi xem nào, mai mà đến. Nhưng mà hợp thì anh em xin cẩn thận, cứ thắp hương cẩn thận đấy, bánh trái thắp hương cẩn thận gì nữa. Nhưng mà người ta không cho làm gì được, người ta khó tính ra Rồi mẹ nữa tao chửi mấy phát, chè chà, mì ông có khi ông bắt mày mà nãy gọi là mấy phát gọi
tao tưởng là mèo trêu cái tôi không để ý. Không vào xem có số hay không, mình nghĩ là đêm hôm bạn bè hay gì hết trêu. Mấy giờ đêm còn bạn bè nữa, bây giờ Thế khoảng anh biết đâu. 2 giờ đêm rồi bạn bè nữa. Hợp tuổi mày, mày còn chửi người ta, khi nó bắt mày ấy. Thôi bây giờ như này, mai đến rồi xem như nào mà cúng kiếp các thứ mà thắp hương lại người ta đi, xin lỗi người ta ra ngoài Biết có mọi được chuyện nào đi. không vừa chửi À, người nói thế tao cũng run lắm đấy. mẹ chửi tao chửi mẹ chửi như con luôn Chết rồi, rồi có đâu khi học thì tuổi nó bắt mày nữa rồi. gọi mấy cuộc nhưng mà gọi nhiều gọi 2 cuộc rồi rồi tao đấy đi luôn tắt máy luôn chứ không biết gọi rồi đây Không có số chứ gì, không có số thì không xác định nha đây không xác định chả thấy số chứ gì, mọi chữ không xác định. thế đây anh em chơi dài rồi Nó hợp tuổi mày, nó bắt mày ấy. Nó hợp tuổi mày rồi. Xem nào mà các Hương xin lỗi người ta hay thôi. sao mày không tuổi nhau nữa không hợp bài được ta Ôi, tao sinh tháng khác mày, mày sinh tháng khác. Nó phải hợp mạng, hợp tháng, hợp ngày, hợp giờ, xiết với tao. Nó hợp giờ, biết đâu mà nó bắt được tao. Mày thấy tao gọi gì đâu. Đáng nhiều vội vì tự dưng mày mà gọi. Giờ nói là kinh nó lắm, đi vệ sinh ơi. cuối năm cái chuyện này chuyện khác đẹp thế không biết Xem nào mai đến mai xin người ra đi thôi. khi mai bố mẹ ra mới đồ lấy cúng hơn thế nào Cái gọi giọng như nào? giọng cứ kiểu nhân nhở mình giọng kiểu trầm trầm luôn mình nói từ từ như kiểu giọng như kiểu yếu ấy. Người âm người ta gọi mày thật rồi. Bình lắm. Bảo sao mày tao cứ linh cảm không có chuyện gì không hay thôi. Có khi bài đi xem bói cho chắc như nào cúng bái cuối nắng rồi lắm chuyện Hay là gọi lại vì số đấy nên là nó có liên lạc đâu. không Mày đã gọi lại đâu mà mày biết, đúng không? Mày gọi lại thử. Gọi lại xem như thế nào. Hôm nay như thế nào đó. Nói chung tài khoản ghi khách không đủ nữa này. Gọi đây. Gọi để số khách này. Ngô Trang mấy kìa rồi số không tồn tại không truy được luôn không tìm được số trên mô không tả. tìm được số trên mô tra số không tồn tại mà có số nhớ đâu Hiện số đó mình tìm được trên môi trai. Đêm hôm mình đã ở nhà nó trêu không biết gì. làm sao được Dạ chỉ có mai bố mẹ về từ đi trước cúng giờ các thứ thôi. nhưng mà cái mẹ đéo kiểu gì rất bị gọi được ừ, gọi này Không phải. Xem nào, xem nghe nào, xem nó bảo gì. Alo Không được. Ơi mẹ đủ như điên à đêm thì gọi thì đéo là số mà định Tao vào cái phần mềm xóa số điện thoại đi mà chỉ cần ghi chữ số không xác định thôi nó không hiện số điện thoại em nó chỉ hiện đương tên. nhiên là mẹ người biết mẹ chuyện mộ biết như nào Anh xem cái khuôn mặt tái mét của nó từ cái nằm nó đi ngủ mẹ tin mẹ no nhẹ cuối năm đây này, bao anh em chuyện xem cái khuôn mặt nó này. Anh em từ cái nằm mà anh chúng tôi đi chơi cầu cờ nghĩa địa đấy, mình chơi gọi ma gương đây, cái chiếc gương huyền thoại này, anh em nhìn này đấy, là thằng này nó hãm sợ. Nên là về tôi chôn nó to mồm nó chửi lắm, thế cuối cùng người nào nó vào nó kể tôi nó kinh tái mét mặt này. Mới ấy em má chứ gọi mày thật đấy là
Anh từ chôn thành công nha. Đấy, chôn được nó là đấy, chôn thành công là xong rồi đấy. Mấy lần nó chôn tôi giờ chôn tôi chôn mới chôn lại nó này. Đấy, anh em nhìn khuôn mặt nó này. Xem rồi nhé. Nó sợ. Thôi đi mình. mày cố gắng mình cầm hoa quả đi cúng người ta người ta. Đấy chứ vào vào mày mày không đi đâu. Đi mình mấy giờ cô gọi điện luôn không xác định gọi nọ nên nói nó tôi mù rồi nên. Thôi clip này là kết thúc, vậy tôi đã chôn được thành công rồi, chôn được nó rồi, là nó dặn nó đi ngủ rồi, không thèm nói chuyện, mặt nó sợ tái mét lại anh em ạ. Anh em thấy hay like chia sẻ, đừng quên nhấn đăng ký, vì đăng ký miễn phí anh em cứ ấn đăng ký thôi. Anh em cố gắng like chia sẻ để ủng hộ những video tiếp theo của tôi để làm những clip mới nhất. Đấy, chia sẻ trong tất cả các trang nhóm, trang xã hội mạng này, chúng tôi có thêm kinh phí hoặc là đầu tư thêm những cái video chất lượng hơn để cho anh em xem. Ok anh em, bye anh em, nhớ like đăng ký và chia sẻ nha. Hello.